Minasan konnichiwa. Chào mừng các bạn đã quay trở lại với chương trình học tiếng Nhật cùng Nhật ngữ Hoa Sen. Ngày hôm nay các bạn sẽ cùng mình tìm hiểu một mẫu ngữ pháp mới trong mẫu ngữ pháp của N4. Đó là mẫu ngữ pháp gì? Các bạn cùng theo dõi những slide tiếp theo nhé. Đầu tiên chúng ta có câu là Okasan wa kodomo o okoshimasu hay Okasan wa kodomo o okoshimasu. Người mẹ thì làm gì các bạn? Hay người mẹ thì đang đánh thức người con. Đang đánh thức đứa con dậy. Người mẹ thì đang đánh thức đứa con dậy. Khi này thì các bạn thấy là đây là có sự tác động các bạn ha. Đánh thức, người mẹ đánh thức người con, có sự tác động của người mẹ. Tiếp tục chúng ta có câu ví dụ tiếp theo. Kodomo ga okimasu hay kodomo ga okimasu. Đứa trẻ thì thức dậy. Và khi này các bạn để ý thấy là đứa trẻ tự thân thức dậy mà không cần ai đánh thức cả. Thế thì ngày hôm nay, bài học ngày hôm nay chúng ta tìm hiểu đó là về tự động từ và tha động từ các bạn ha. Tự động từ và tha động từ. Đầu tiên, tha động từ là động từ chỉ tác động của chủ thể vào một đối tượng khác. Và tha động từ sẽ đi với trợ từ ố các bạn ha. Tha động từ sẽ đi với trợ từ ố. Tiếp theo chúng ta có tự động từ. Tự động từ là động từ không phải là sự tác động lên đối tượng khác mà diễn tả hành động tự thân của chủ thể. Có nghĩa là tự thân của chủ thể đó diễn ra hành động như vậy mà không có bất kỳ sự tác động ở bên ngoài vào. Thì khi đó chúng ta gọi nó là tự động từ. Và tự động từ sẽ đi với trợ từ gá. Các bạn lưu ý ghi nhớ giúp mình tha động từ sẽ đi với trợ từ ố và tự động từ sẽ đi với trợ từ gá. Và để hiểu rõ hơn về tha động từ, tự động từ, chúng ta cùng đi đến một vài ví dụ. Như các bạn biết thì trong tiếng Nhật sẽ có những cặp tha động từ đi với nhau, đi kèm với nhau. Ví dụ đầu tiên chúng ta có hình là người này đang bẻ cành cây các bạn ha. Thì chúng ta có câu Eda o orimasu hay Eda o orimasu là bẻ cành cây. Và như các bạn thấy thì orimasu ở đây đâu là tha động từ và sẽ đi với trợ từ ố. Và cặp tha động từ của orimasu đó là oremasu. Chúng ta có một cặp tha động từ là orimasu, oremasu. Như vậy thì orimasu tha động từ thì sẽ có tự động từ tương đương đó là oremasu. Eda ga oremasu, cành cây nó bị gãy, không có sự tác động của ai hết các bạn ha. Khi này chúng ta sẽ sử dụng tự động từ. Đầu tiên chúng ta đã có cặp tự động từ tha động từ orimasu, oremasu, một bên là bẻ gãy và một bên là gãy. Tiếp tục chúng ta có denki o keshimasu hay denki o keshimasu là tắt điện các bạn ha. Khi này thì có sự tác động của con người cho nên là điện nó mới tắt và chúng ta sẽ sử dụng tha động từ vì có sự tác động của con người. Và tất nhiên chúng ta phải sử dụng trợ từ ố denki o keshimasu. Keshimasu là tắt điện. Hình bên phải chúng ta có điện tự tắt mà không thấy có sự tác động của bất kỳ ai. Khi này chúng ta sẽ sử dụng tự động từ denki ga kiemasu. Hay kiemasu là tự động từ tắt, có nghĩa là tự tắt. Chúng ta lại có cặp động từ tiếp theo về tắt các bạn ha. Keshimasu tha động từ và kiemasu tự động từ. Tiếp tục chúng ta có hay kuruma o tomemasu. Kuruma o tomemasu là dừng xe lại nhưng lại có sự tác động của người khác. Và tự động từ của tomemasu chính là tomarimasu hay chiếc xe thì dừng lại mà không có bất kỳ tác động của ai cả. Do nó hết năng lượng thôi các bạn ha. Kuruma ga tomarimasu. Như vậy chúng ta có cặp tha tự tiếp theo đó là tomemasu dừng xe và tomarimasu thì cái xe nó dừng lại. Tomemasu, tomarimasu. Tiếp tục chúng ta có doa o akemasu. Doa o akemasu là mở cửa các bạn ha. Mở cửa nhưng khi này akemasu này nó chính là tha động từ có sự tác động của người akemasu và đi với trợ từ ố o akemasu. Và tự động từ của akemasu đó chính là hay akimasu. Doa ga akimasu. Đây là loại cửa tự động không có sự tác động của ai cả mà tự động nó mở ra thôi các bạn ha. Như vậy thì chúng ta có cặp tha tự tiếp theo đó là akemasu mở và akimasu cũng là mở luôn các bạn ha. Chúng ta có câu tiếp theo Dou shimete kudasai hay Dou shimete kudasai. Xin hãy đóng cửa. Chúng ta có shimemasu, shimete. Đây là tha động từ đóng các bạn ha và đương nhiên sẽ đi với trợ từ ố. Và tự động từ của shimemasu đó chính là shimarimasu hay Dou ga shimarimasu kudasai. Vì cái cửa nó đã đóng rồi cho nên là xin hãy chú ý. Chúng ta có cặp tha tự tiếp theo đó là shimemasu và shimarimasu. Như vậy thì bài học ngày hôm nay đến đây là kết thúc. Cảm ơn các bạn đã chú ý theo dõi. Nếu như các bạn có bất kỳ thắc mắc nào xin các bạn hãy liên hệ
đội ngũ giáo viên của trường Nhật ngữ Hoa Sen sẽ xem và gửi lại phản hồi cho các bạn. Và các bạn ơi, đừng quên click vào link bài tập ở phía dưới các bạn nhé, để chúng ta cùng củng cố bài học ngày hôm nay. Chúng tôi sẽ giúp các bạn tích thêm 1 điểm vào tài khoản nếu như các bạn làm đủ 100 điểm. Còn bây giờ thì chào tạm biệt và hẹn gặp lại các bạn trong những bài học kế tiếp. Mata kondo negashimasu.